Cuộc sống hạnh phúc của năm cặp vợ chồng đũa lệch nổi tiếng ở châu Á. Kana Raheya, Indonesia và Polly Alexandria Robinson, Anh là cặp chồng cú vợ tiền nổi tiếng ở châu Á vì ngoại hình chênh lệch. Cả hai gặp nhau ở đảo Bali tháng 8 năm 2017, khi Kana là huấn luyện viên lướt sóng, còn Polly làm mẫu ảnh. Ban đầu, Kana không thể tin cô gái xinh đẹp này sẽ chú ý đến mình. Tuy nhiên, qua những cuộc gặp gỡ, trò chuyện lâu ngày, Polly dần cảm mến và dành tình cảm cho chàng trai Indonesia. Hai người tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2018. Nhiều dân mạng từng chế giễu cho rằng ngoại hình của cặp vợ chồng không cân xứng. Tuy nhiên, theo thời gian, cả hai chứng minh điều ngược lại. Gần 2 năm sau đám cưới, chuyện tình xuyên biên giới của Polly và Kana vẫn hạnh phúc, thậm chí còn mặn nồng hơn trước. Đôi trẻ thường xuyên đăng tải các hình ảnh tình tứ thường ngày lên trang cá nhân. Ngoài công việc riêng, hai người sở hữu một nhà hàng nổi tiếng ở Bali. Tháng 8 năm 2018, lễ cưới của Lê Soi, diễn viên nổi tiếng Campuchia, và cô dâu Nông Khoan trở thành tâm điểm truyền thông và cộng đồng mạng nước này. Đôi trẻ còn được đích thân ông Hun Manet, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, con trai Thủ tướng Hun Sen, tới chúc phúc và tặng quà cưới trị giá 40 triệu riel. Bên cạnh những lời chúc mừng, Lê Soi, Nông Khoan nhận về không ít lời dị nghị, bàn tán về ngoại hình chênh lệch. Bỏ ngoài tai những lời không hay, vợ chồng họ vẫn sống bên nhau hạnh phúc. Tháng 9 năm ngoái, cặp đôi đũa lệch nổi tiếng thông báo lên chức khi chào đón con trai. Em bé được nhận xét kháu khỉnh và thừa hưởng cả nét của bố lẫn mẹ. Sau khi sinh con, Nông Khoan thường xuyên cập nhật ảnh chụp thiên thần nhỏ tại trang cá nhân. Diễn viên hài Lê Soi cũng để ảnh đại diện là hình cả gia đình bên nhau hạnh phúc. Những bình luận đắc ý dành cho đôi trẻ ngày một ít đi, thay vào đó là lời bày tỏ sự ngưỡng mộ, chúc hạnh phúc. Năm 2017, chuyện tình Vera Nanpa Putit, Indonesia và John Park, Hàn Quốc khiến nhiều người ngạc nhiên vì trong khi chàng sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, nàng lại có thân hình mốm mĩm, gương mặt kém xinh. Nhiều dân mạng gọi Vera là nàng vịt bầu tìm được chàng hoàng tử đời mình. Họ gặp nhau ở xứ sở Kim Chi năm 2016 và nhanh chóng dành cho nhau tình cảm đặc biệt. Vượt qua rào cản văn hóa, ngôn ngữ và cả sự dị nghị của đám đông, đôi trẻ về chung một nhà vào tháng 2 năm 2017. Sau hơn 3 năm kết hôn, Vera Jun ngày càng mặn nồng, gắn bó. Cặp vợ chồng thường xuyên khiến nhiều dân mạng ghen tị khi chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường ngọt ngào bên nhau. Hai vợ chồng có kênh video chia sẻ về cuộc sống thường ngày như cùng nấu ăn, đi chơi, trải nghiệm văn hóa. Đi tới đâu, họ cũng không ngại dành cho nhau cái nắm tay thật chặt hay nụ hôn ngọt ngào. Lưu Gia Vĩ, Lưu Dương đến từ Trung Quốc là một trong những đôi được nhiều người biết tới trên mạng xã hội nhờ những clip vui nhộn, dễ thương. Bên cạnh đó, sự chênh lệch cân nặng giữa hai người cũng nhận được nhiều sự chú ý. Từ lúc công khai yêu đến khi tổ chức lễ cưới vào tháng 3 năm ngoái, đôi trẻ phải đối mặt với nhiều bình luận không hay nhắm vào ngoại hình khác biệt. Tuy nhiên, họ không bận tâm, thường xuyên đăng tải loạt clip ngọt ngào. Sau gần một năm về chung một nhà, ngày 7 tháng 2 vừa qua, Lưu Gia Huy, Lưu Dương chào đón con trai đầu lòng nặng 3,4 kg. Cậu bé được đặt tên là Lưu Ngoạn Ngoạn. Tin vui của gia đình nhỏ nhận được hàng ngàn bình luận chúc mừng của dân mạng. Hiện tại, cặp vợ chồng không còn chịu những lời công kích từ dân mạng, mà thay vào đó, họ nhận nhiều hơn những bình luận chúc hạnh phúc, ngưỡng mộ. Cuối tháng 4 năm 2017, cặp Penbisa Lucy Lus Ella sống tại Phnom Penh, Campuchia, trở thành tâm điểm trên mạng. Diện mạo đối lập của đôi trẻ khi đó nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của dân mạng nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Không ít bình luận đồn đoán Pen giàu có mới cưa được cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên, từng trả lời riêng, chàng trai khẳng định hồi mới quen, anh không những xấu hơn mà còn không giàu bằng vợ. Lucy một mực từ chối những anh chàng giàu có mà mẹ cô giới thiệu để kết hôn với Pen vào tháng 3 năm 2015 sau một năm yêu nhau. Năm 2016, Pen và Lucy đón con gái đầu lòng, đặt tên là Belle. 3 năm sau, cặp vợ chồng có thêm con gái, đặt tên là Bin.
Cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy thôi, không thay đổi gì nhiều. Có chăng là sự xuất hiện thêm một thành viên mới trong gia đình nên náo nhiệt hơn trước. Lucy chia sẻ với Dinh vào năm ngoái. Hai vợ chồng cô hiện mở công ty phân phối sản phẩm làm đẹp, có nhiều đại lý trong và ngoài Campuchia. Tại trang cá nhân, gia đình nhỏ vẫn thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau. Nhờ hàng xóm giúp vợ khi vắng nhà, lúc quay lại, tôi nhận được quà tặng bất ngờ. Chẳng hiểu có phải tôi gặp tình yêu sét đánh hay không. Chỉ biết rằng vừa chạm ánh mắt nhau, tôi và Phương đã thấy như hai đứa có duyên, có nợ từ kiếp trước. Phương 21 tuổi, em là lễ tân trong khách sạn mà tôi đang thắp tùng xếp công ty đến nghỉ để chờ tiếp đối tác làm ăn. Phương đẹp dịu dàng, đằm thắm, nói năng nhẹ nhàng, lịch sự, ân cần, đến mềm lòng khách. Một tuần lưu tại khách sạn, tôi và Phương đã kịp trao nhau lời hẹn hò. Để rồi khi trở về thành phố, không ngày nào chúng tôi quên trao gửi những lời yêu thương, nhớ mong qua điện thoại. Nghĩ mình đã bước vào tuổi 28, công việc ổn định, cho thu nhập tốt, nhà riêng là căn hộ chung cư đủ rộng cho cuộc sống lứa đôi, nên tôi mạnh dạn cầu hôn Phương khi chúng tôi đã có gần 2 năm tìm hiểu, gắn bó. Do nhiều mối quen biết nên tôi cũng dễ dàng xin cho Phương công việc quen thuộc với em tại một khách sạn không xa nhà ở của vợ chồng tôi bao nhiêu. Bán anh em xa, mua láng giềng gần, chẳng mấy chốc mà một đôi vợ chồng trẻ cùng cô con gái 3 tuổi của họ ở phía bên trái nhà tôi và anh kỹ sư độc thân đã đứng tuổi ở phía đối diện với căn hộ của chúng tôi trở nên thân thiết. Tôi thật yên tâm khi công việc xách cặp của tôi theo xếp nay đây mai đó mà Phương ở nhà lại có những người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ. Anh kỹ sư hay công tác xa nên ít giao lưu với chúng tôi. Còn cặp vợ chồng trẻ coi chúng tôi như người nhà, nhất là Phương, em yêu quý cô bé lắm. Phương đi làm, bé đi nhà trẻ thì chịu, chứ được ngày nghỉ hai cô cháu ríu rít bên nhau không rời. Tuy vậy, Phương chưa chịu sinh con với lý do em còn trẻ, công việc mới bắt đầu, sợ bầu bí khách sạn tuyển nhân biển khác lại mất thu nhập, mà em không muốn phải mang tiếng ăn bám chồng. Tôi không ép em và bố mẹ, gia đình đôi bên đều ở xa. Phương lại hay buồn do nhớ nhà, này vợ chồng bất hòa, về chuyện sinh con sớm, muộn thì tội nghiệp cho Phương. Tính tôi cũng thích nhâm nhi ly bia, làm món tươi, ngồi trò chuyện cùng hàng xóm. Vì vậy, thỉnh thoảng có dịp khi ba nhà chúng tôi nghỉ trùng ngày, không đợi tôi giục, Phương và cô vợ trẻ hăng hái đi chợ chế biến món nhậu, còn cánh đàn ông chuẩn bị bia rượu rôm rả. Nhiều khi đang cuộc vui, bắt gặp đôi mắt buồn buồn của anh kỹ sư độc thân, nhìn không khí vui vẻ, nhìn cô con gái của đôi vợ chồng trẻ tôi cũng chạnh lòng thương cảm. Nhưng thật sự là chưa bao giờ tôi dám hỏi sao đến cái tuổi 40 mà anh vẫn sống độc thân như vậy. Một lần tôi đi công tác về, nghe Phương kể anh kỹ sư bị ốm, anh chồng trẻ hàng xóm giúp đưa anh kỹ sư vào viện, còn Phương phải chạy đi chạy lại cơm nước, chăm sóc cho anh ấy. Tôi không mảy may suy nghĩ ghen tuông, ngược lại thấy tự hào, ấm lòng vì có được người vợ trẻ, đẹp người, đẹp nết, giàu lòng nhân ái. Cách đây 5 tháng, tôi được cùng sếp cùng du ra nước ngoài, biết chuyến đi kéo dài tới 4 tháng nên tôi có lời nhờ đôi vợ chồng trẻ và anh kỹ sư hàng xóm để tâm tới Phương hộ tôi. Vợ chồng chia tay trong bịn rịn, Phương hứa với tôi sẽ giữ gìn sức khỏe, sẽ vui vẻ để tôi yên lòng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy mà khi kết thúc chuyến đi, mở rộng thị trường với sếp trở về, tôi chết đứng khi thấy Phương đón tôi với cái bụng lùm lùm sau vạt áo. Bây giờ thì tôi đang cô đơn trong căn hộ của mình để chờ ngày ly hôn. Còn Phương trở về quê với bố mẹ sau khi thú nhận cái bầu em đang mang là của anh kỹ sư độc thân hàng xóm. Mà cũng lạ, từ khi tôi đặt chân về nhà sau chuyến công tác, tôi không thấy bóng dáng anh kỹ sư đâu nữa. Căn hộ của anh cửa khóa im lìm, tôi biết tìm anh ở đâu để hỏi cho ra nhẽ đây. Gã chồng đốn mặt nhờ bạn hiếp vợ để lấy cớ ly dị. Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Mạo, sinh năm 1987 và Ngô Trí Dương, sinh năm 1984, cùng trú tại xã Kim Liên, Nam Đàn, về tội hiếp dâm. Nhờ bạn ngủ với vợ để ly dị. Nguyễn Đức Mạo và chị Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1989, kết hôn vào tháng 4, 2010. Hai tháng sau, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Mạo muốn bỏ vợ nhưng không tìm được lý do chính đáng vì nếu viết đơn ly dị thì phải chia đôi tài sản cho vợ. Sau đó, Mạo nghĩ ra một kế thâm độc.
ngày 28 tháng 6 năm 2010, Mạo mời bạn thân là Ngô Trí Dương ở cùng xóm đi nhậu, rồi bày tỏ ý muốn bỏ vợ và nhờ bạn giúp. Khi Dương hỏi giúp bằng cách nào thì Mạo trả lời, tao đưa chìa khóa rồi mì mở cửa, ngủ với vợ tao để tao lấy cớ bỏ hắn. Vì là bạn thân với nhau, có sẵn mèn rượu nên Dương đồng ý. Sau đó, Mạo và Dương cố tình sang nhà hàng xóm xem đá bóng và Mạo giả vờ ngủ quên để chùm chìa khóa trên ngực. Dương cầm chìa khóa về mở cổng nhà Mạo và lẻn vào phòng ngủ. Tại đây, dù bị chống cự quyết liệt nhưng Dương đã khống chế, hiếp dâm chị Hơ. Như kế hoạch đã bàn trước, Mạo bất ngờ xuất hiện bắt quả tang vợ mình đang quan hệ bất chính với Dương. Mạo là hét om sòm, đập phá đồ đạc, chửi bới Hơ và đuổi ra khỏi nhà. Người bạn tốt bụng Ngô Trí Dương bỏ về nhưng không thể ngờ lại bị Mạo đâm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm lên cơ quan công an. Cùng với đó, Mạo gửi đơn ly hôn lên tòa án. Bị bạn trở mặt, Dương bỏ trốn vào Nam. Đau đớn đến phát bệnh tâm thần. Về phía chị Hơ, sau khi xảy ra chuyện động trời, chị về nhà sống với bố mẹ đẻ và phát chứng bệnh tâm thần. Đang ngủ nhưng cứ lên cơn là nó bật dậy chạy khắp xóm. Nhiều lần gia đình tôi phải gọi người đi kiếm đến tận sáng mới thấy. Có khi nó còn cầm dao dọa giết cả nhà. Lúc nó lên cơn phải đóng cửa nhốt trong nhà để khỏi đập phá làm phiền hàng xóm, bà Pơ, mẹ của chị Hơ kể. Gia đình đã đưa Hơ đi kiểm tra tại bệnh viện và hàng ngày chị phải điều trị bằng thuốc nhưng thỉnh thoảng vẫn lên cơn. Hơn 2 năm qua, bà Pơ chưa được một đêm tròn giấc vì phải canh con gái ngủ cùng Dương. Đêm ngủ với nó cứ như canh trẻ con ấy chú à, cứ nghe nó trở mình lại phải kiểm tra, chứ không là nó lại thức dậy phá phách ngay. Bà Pơ thụt sùi tâm sự. Chị Hờ và gia đình đã làm đơn trình báo và yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vì nghi ngờ vụ việc có nhiều khuất tất. Thời gian trôi qua, sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ thì cuối tháng 1, 2013, Ngô Trí Dương đến cơ quan công an huyện Nam Đàn đầu thú và khai toàn bộ sự thật. Ngày 28 tháng 1 năm 2013, công an huyện Nam Đàn đã triệu tập Nguyễn Đức Mạo để tiếp tục làm rõ vụ án. Với các chứng cứ và những lời khai của Dương, Mạo cúi đầu nhận là chủ mưu trong vụ án hiếp dâm vợ. Yeah.